mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho vợ, mang tiền về cho ai cũng được, vì đó là tiền của bạn. Nhưng quan trọng nhất là bạn phải kiếm được nhiều tiền. Không cô gái nào thích một chàng trai có 6 múi hơn một chàng trai có 6 chiếc xe. Chính vì vậy nên anh ngừng tập tìm và lăn ra đường kiếm tiền đi. Nhiều người nổi tiếng đã lên tiếng bày tỏ không đồng tình với quan điểm của vị doanh nhân 41 tuổi. Sắc Bình ngay sau đó đã có động thái quay xe, đăng tải bài viết có nội dung rằng: trên đời có hai thứ không được bỏ lỡ, một là chàng trai 6 múi, vừa hay cũng có 6 chiếc xe. Tiếp theo là ồn ào xoay quanh việc Sắc Bình tố startup bùng kèo đào mỏ. Tháng 6 năm 2022 tại Sắc Tanh Việt Nam mùa 5, Sắc Nguyễn Hòa Bình và Sắc Nguyễn Xuân Phú đã bắt tay chốt thương vụ 1 triệu đô đổi lấy 27% cổ phần của thương hiệu mỹ phẩm dành cho nam Nerman. Tuy nhiên, chỉ hơn một tuần sau khi phát sóng, phía Sắc Nguyễn Hòa Bình thông báo rằng thương vụ đã sớm đổ vỡ. Nerman có hiện tượng hoãn binh, kéo dài thời gian để cung cấp thông tin. Sau khi vụ việc gây xôn xao, phía Nerman đã có phản hồi chính thức. Startup này không có ý định lợi dụng chương trình. Nerman cảm thấy thương vụ không phù hợp với định hướng gọi vốn nên từ chối nhận deal từ Sắc Bình, chỉ làm việc với Sắc Phú. Startup Nerman cũng đã gửi thư xin lỗi tới phía Sắc Bình và Sắc Tanh Việt Nam. Thứ ba là drama tình ái với doanh nhân Đào Lan Hương, búp bê Phương Oanh. Tháng 8 năm 2022, hình ảnh Sắc Bình Phương Oanh thân mật khi đi du lịch riêng gây bùng nổ mạng xã hội. Trước đó, vợ chồng Sắc Bình doanh nhân Đào Lan Hương từng là cặp đôi vàng trong làng khởi nghiệp khi cùng sáng lập Nextech, xây dựng tổ ấm nhỏ với hai người con. Sau khi chính thức công khai mối quan hệ tình cảm với Phương Oanh và cho biết đang trong thời gian hoàn tất thủ tục ly hôn với bà Đào Lan Hương, Sắc Bình cũng bày tỏ: trong drama này, những người làm tôi cảm thấy có lỗi nhất là các con tôi và Phương Oanh, những nạn nhân vô tội bị cố tình kéo vào cuộc tranh chấp này. Phía doanh nhân Đào Lan Hương lại khẳng định cô và chồng chưa ly hôn, điều này làm nổ ra những tranh cãi không hồi kết xoay quanh ba nhân vật đình đám. Từ khi công khai tình cảm với Phương Oanh đến nay, Sắc Bình liên tục có những phát ngôn bảo vệ nữ diễn viên, khẳng định cô không phải tiểu tam trà xanh thứ ba. Mới đây nhất, hình ảnh Sắc Bình đưa diễn viên Phương Oanh tham dự tiệc cuối năm của công ty và có khoảnh khắc nhảy chung thân mật lại gây sốt. Hình ảnh này nhanh chóng được một dân mạng bình luận trên trang cá nhân của bà Đào Lan Hương. Phía dưới bình luận này, nữ doanh nhân nhận xét: ngoài nhảy ra thì có biết làm gì không? Và trong đêm 14 tháng 1 vừa qua, Sắc Bình đã nhanh chóng đăng một dòng trạng thái khá dài gửi đến bà Đào Lan Hương. Theo đó, chủ tịch Nextech cho biết hai người đã ly thân 3 năm nay. Trong thời gian này, cả hai đều có người mới. Về việc các con, Sắc Bình cho rằng doanh nhân Đào Lan Hương đang dùng hình ảnh hai con là bình phong, lá chắn để công kích nhằm hạ bệ người khác là không quân tử và văn minh. Với những bình luận của bà Lan Hương cho Phương Oanh, Sắc Bình cho rằng đây là sự phiến diện.